Lý do gì mà Việt Nam nhìn giàu có và hiện đại hơn Ấn Độ dù quy mô kinh tế còn kém xa? Như chúng ta đã biết, Ấn Độ là đất nước có quy mô kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Còn Việt Nam của chúng ta lại được xếp hạng thứ 37, rõ là chỉ kịp hít khói Anh bạn này. Thế nhưng có một điều ngược đời là Việt Nam trông lại hiện đại hơn Ấn Độ rất là nhiều, làm không ít người thắc mắc. Mọi người chẳng hiểu tại sao với vị thế như vậy mà Anh Ấn lại để cho Việt Nam vượt mặt, chả xứng danh Anh đại chút nào. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Do Ấn Độ giàu có không khoe khoang hay là do một nguyên cớ nào khác? Và sau đây chúng ta sẽ cùng vạch trần sự thật qua các bình luận rôm rả dưới topic cùng tên trên Quora.com nhé. Vì Ấn Độ ở bẩn còn Việt Nam thì không. Phía dưới topic được đăng tải trên trang Quora.com có tiêu đề Tại sao Việt Nam nhìn hiện đại và phát triển hơn Ấn Độ? Bạn Ahishek Das sống tại Ấn Độ đã lý giải thế này. Tôi đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, những nơi này quả thật nhìn hiện đại hơn hầu hết các thành phố khác ở Ấn Độ. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ là người Ấn có thói quen vô cùng xấu là vứt rác ra đường nhiều kinh khủng. Chính điều này đã làm cho con đường tại đây trông bẩn thỉu hơn ở Việt Nam rất nhiel. Có cùng quan điểm với bạn Ahishek Das thì bạn Sawarais Mana cũng phải công nhận độ ở bẩn vô đối của người Ấn. Anh bạn này viết, tại Việt Nam kể cả những người đàn ông bình thường nhất cũng có ý thức cao về trách nhiệm của mình đối với xã hội. Vì vậy tôi rất hiếm khi thấy có người khạc nhổ trên đường chứ không như Ấn Độ có thể phóng uế lung tung. Đối với chuyện nhà vệ sinh cũng thế, hầu như Việt Nam có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, còn Ấn Độ thì trái ngược. Thậm chí là ở các vùng quê của nước Ấn, nhà dân còn chẳng có nổi một cái nhà vệ sinh để dùng. Cả hai bạn đều nói không sai. Từ lâu, nhắc đến Ấn Độ là nhiều du khách quốc tế phải lắc đầu nguầy nguậy. Bởi vì tại nhiều thành phố lớn như là Mumbai có hẳn một con đường chứa hàng tấn ni lông và đồ nhựa. Đến nỗi mà chính phủ nước này đã phải ban hành lệnh phạt từ 5.000 đến 25.000 ruby nếu như ai cứ tiện tay là quẳng rác ra đường. Thế nhưng đúng là dân Ấn chả biết sợ chi. Lượng rác được thải tại khu vực này vẫn tăng lên theo từng ngày, khiến cho chính quyền tiếp tục tăng hình phạt bằng cách bắt bỏ tù tận 3 tháng với những ai mà ngoan cố tái phạm nhiều lần. Cơ mà bấy nhiêu đó cũng có là gì so với tình trạng ô nhiễm trên sông Hằng ở bang Uttar Pradesh của nước này. Có bạn nước sông bẩn quá phải chuyển hẳn sang màu xanh, làm cả cư dân lẫn du khách sợ thất kinh hồn vía. Lý giải cho hiện tượng trên, các nhà môi trường học cho biết nguyên nhân chính đó là do dân Ấn vứt rác người và rác thải xuống sông quá nhiều. Thậm chí là họ còn xuống đây để tắm gội như là cách để mà thanh tẩy cơ thể mà không biết chính cái điều đó cũng làm cho sông thiêng ngộp thở vì bẩn. Vấn đề xả thải đã thế, vấn đề nhà vệ sinh lại càng nhức nhối hơn. Bạn có tin là một quốc gia được xem là phát triển như là Ấn Độ mà có đến 60% người dân có thói quen là phóng uế ngoài trời. Và cái tình trạng này phổ biến đến mức mà người ta đã gọi đó là văn hóa phóng uế, chứ không phải là một trào lưu hay là xu hướng nữa. Dĩ nhiên là tương ứng với hơn 600 triệu người không có nhu cầu dùng nhà vệ sinh, công trình phụ này cũng hiếm khi xuất hiện tại quốc gia tỷ dân. Nhất là ở các vùng nông thôn, nơi phụ nữ thường xuyên bị cưỡng hiếp vì phải đi tìm chỗ xả vào ban đêm một mình. Trong khi đó thì Việt Nam dù ít dân hơn Ấn Độ nhưng mà chúng ta không có thói quen tiện đâu quăng đó. Người Việt Nam cũng sớm tiếp cận với lối sống văn minh cho nên chả ai tắm gội hay phóng uế dưới sông giữa thanh thiên bạch nhật cả. Có lẽ đây là lý do mà các bạn chỉ có thể tìm thấy vài ba con kênh đen tại các thành phố lớn chứ không có hẳn một con sông Hằng thứ hai như là Ấn Độ. 99,9% nhà dân đều có nhà vệ sinh riêng xây hẳn tại gia cho các thành viên dùng chung. Và chính vì thói quen sống khác biệt đó đã góp phần giúp cho nhiều thành phố lớn ở Việt Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng có được sự tươm tất sạch sẽ hơn Mumbai của Ấn Độ. Kể cả là các vùng quê của ta nhìn cũng mướt mát hơn vùng nông thôn của Ấn rất là nhiều. Thế nhưng đây chưa phải là tất cả đâu, chúng ta cần phải suy xét thêm một số những cái lý do đáng cân nhắc sau đây. Do tình trạng tham nhũng ở Ấn Độ quá tràn lan. Theo như bạn Ajioso thì một trong những lý do khiến cho Ấn Độ nhìn kém phát triển và kém hiện đại hơn Việt Nam là bởi vì tình trạng tham nhũng, tội phạm chính trị và kinh tế ở nước này quá tràn lan. Hậu quả là có đến 80% dân số Ấn Độ bị đặt bên ngoài guồng quay của hệ thống này. Ý của bạn độc giả này là phần lớn những dòng tiền chảy vào Ấn Độ đều lọt vào túi của mấy bác quan tham người Ấn. 80% người dân nước này chả được hưởng một cái lợi lộc gì từ nền kinh tế nghìn tỷ đô ai cũng phải thèm.
Và nếu ai có thể tìm hiểu kỹ về Ấn Độ thì chắc sẽ phải vỗ tay đen đét cho anh bạn Ajay Oso. Bởi vì theo thống kê của Cục Thống kê Tội phạm Quốc gia Ấn Độ năm 2019 cho thấy rằng nước này ghi nhận đến 4.243 vụ án tham nhũng chấn động cả nước. Theo đó thì số tiền tham nhũng ước tính lên tới hàng ngàn tỷ đô. Và chỉ tính riêng vụ tham nhũng của Bộ trưởng Viễn thông Ấn Độ, ông Adimuthu Raja đã khiến cho công quỹ bị thiệt hại đến 39 tỷ đô la. Quả là làm càng lớn thì ăn càng bạo đúng không các bạn? Chẳng mấy chốc mà giới quan chức nước này dầu sụ lên. Và chỉ có mỗi dân Ấn là khóc ròng bởi vì tiền của chảy hết vào mồm mấy bác rồi còn gì. Lại nói về Việt Nam chúng ta, vâng tất nhiên tham nhũng cũng có chứ làm sao mà thoát được. Tuy nhiên thì số vụ tham nhũng tại nước ta trong cùng thời điểm với Ấn Độ chỉ có tầm hơn 450 vụ được đưa ra ánh sáng. Và con số này chỉ bằng 1/10 so với Anh Ấn thì tất nhiên là thiệt hại gây ra cho chính phủ và người dân cũng giảm đáng kể mà không cần bàn cãi. Nói tóm lại là tham nhũng ở Việt Nam chả là gì so với Ấn Độ, cho nên là đời sống người dân phần nào được chăm lo tốt hơn. Các kế hoạch an sinh của nhà nước dành cho dân nghèo cũng được đầu tư xịn sò hơn gấp mấy phần. Một khi mà người dân được cơm no áo ấm, đời sống của họ auto là được nâng cấp. Từ quần áo bên người của người Việt cho đến thể chất bên trong của họ cũng ổn định hơn người Ấn rất nhiều. Và đây là lý do vì sao bạn không bao giờ nghe thấy tại Việt Nam có đến 14,5% dân số bị suy dinh dưỡng, 30% dân số rơi vào cảnh 3-0 gồm không việc làm, không giáo dục và không được đào tạo. Họ phải sống trong các khu ổ chuột nhếch nhác, làm những công việc hèn mọn nhất để có cái ăn. Và chính những khu ổ chuột này, những con người nghèo đói này đã làm một bộ mặt Ấn Độ trông nghèo nàn lạc hậu. Tạm gác qua câu chuyện tham nhũng và mấy hệ lụy khôn lường vừa nêu trên, chúng ta tiếp tục điểm nốt lý do sau đây. Vì Việt Nam thông minh hơn Ấn Độ. Sau tất cả, một bạn đọc có tên là Anonymous đã phán một câu xanh dờn. Việt Nam phát triển hơn Ấn Độ là bởi vì người Việt thông minh hơn người Ấn. Vâng, về điểm này thì mình đồng ý với bạn Anonymous ở phương diện là ngoại giao thôi nhé. Bởi vì thực tế đã chứng minh là người Việt thông minh nhất ở chỗ là biết đối nhân xử thế, biết lúa chín cúi đầu để là không làm mất lòng ai. Minh chứng là các nhà lãnh đạo của ta đã khôn khéo giữ được cái vị trí trung lập của mình trong cuộc chiến Trung Mỹ. Ta khiến cho cả hai anh đại đang nổi phừng phừng, không có hà cớ gì để mà nổi đoá với Việt Nam. Họ chỉ biết ra sức lôi kéo bằng cách tặng cho vaccine ngừa Covid-19 hoặc là đầu tư dự án giá tỷ đô cho bạn Hiền. Chưa hết, cái cúi đầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước ông Trump ngày ấy đã đổi lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Còn với Trung Quốc, kể cả khi hàng xóm ngang ngược trên Biển Đông, Việt Nam ta vẫn lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng ta không cổ vũ bạo lực mà dùng biện pháp hòa bình và đấu tranh ngoại giao để giải quyết vấn đề. Riêng Ấn Độ thì khác, anh đại này sẵn sàng sắp lá cà với Trung Quốc và Pakistan ngay tại biên giới. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì so với hai đối thủ, Ấn Độ cũng là một nước lớn nên không dễ gì ức hiếp. Nhưng cũng chính vì thái độ rắn như vậy mà nước này mất đi kha khá những đối tác lớn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản đầu tư và cơ sở hạ tầng, kinh tế và thương mại. Như vậy là ta đã biết được vì sao đất nước tỷ dân lại có vẻ kém phát triển hơn Việt Nam dù quy mô kinh tế của họ thuộc hàng khủng. Nếu bạn có ý kiến cần đóng góp thêm, vui lòng comment ở bên dưới. Đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh. Ấn vào chuông thông báo để nhận video clip mới nhất nhé.